thưa quý vị sau khi siêu bão số 3 jagi tàn phá khu vực dự báo thời tiết cho thấy có khả năng xuất hiện thêm hai cơn bão nhiệt đới mới gần biển đông trong thời gian tới theo thông tin từ cục quản lý thiên văn địa vật lý và khí quyển philippines pagasa quốc gia này có thể phải đối mặt với hai cơn bão mới trong tháng 9 sau khi siêu bão jagi hay còn gọi là bão enteng ở philippines vừa càn quét khu vực vào giữa tuần trước theo tin báo áp thấp mới nhất của cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines Pagasa cho biết, cơ quan này đang theo dõi một vùng áp thấp và các cụm mây hình thành bên ngoài và bên trong khu vực dự báo của Philippines. Chuyên gia thời tiết Pagasa Daniel James Villamin thông tin, áp thấp gần biển Đông mới xuất hiện nằm ở ranh giới phía đông bắc khu vực dự báo của Philippines. Dự kiến áp thấp gần biển Đông này có thể không mạnh lên thành bão trong vài ngày tới và sẽ không có bất kỳ tác động trực tiếp nào đến Philippines. Ngoài áp thấp gần biển Đông, chuyên gia Vilamin lưu ý, các cụm mây được phát hiện bên trong khu vực dự báo của Philippines được dự báo mạnh lên thành áp thấp trong những ngày tới nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến Philippines. Hiện tại chúng tôi đang theo dõi một cụm mây khác tại phía đông Luzon, cụm mây này cũng không ảnh hưởng đến Philippines nhưng chúng tôi liên tục theo dõi vì cụm mây này có thể mạnh lên thành vùng áp thấp trong những ngày tới. Ông chia sẻ, cùng với áp thấp, gió mùa Tây Nam đang liên tục ảnh hưởng đến thời tiết ở Luzon. Theo Pagasa, gió mùa tây nam hay Habagat dự kiến khiến bầu trời u ám, có mưa rải rác và rông bão ở quần đảo Batanes và Babuyan. Bầu trời có mây hoặc nhiều mây với mưa rào hoặc rông bão cục bộ cho Metro Manila và các khu vực còn lại. Áp thấp gần biển đông xuất hiện trong bối cảnh bão Jagi (tên địa phương là Enteng) đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người ở Philippines vào đầu tuần này. Bão số 3 Jagi đã trở thành siêu bão sau giai đoạn tăng cấp thân tốc ở biển đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những tháng cuối năm 2024 có thể xảy ra bão rồn rập trên Biển Đông, cũng không loại trừ nguy cơ bão trồng bão, lũ trồng lũ. Trong nửa cuối tháng 9, trên Biển Đông có thể hình thành giải hội tụ nhiệt đới. Trên giải hội tụ nhiệt đới này có thể xuất hiện các nhiễu động mạnh lên thành bão, áp thấp nhiệt đới, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ nay cho đến hết năm 2024, còn khoảng từ 6 đến 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 3 đến 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Ông Khiêm cũng lưu ý, với ảnh hưởng của La Nina, những tháng cuối năm 2024, trên Biển Đông có thể xuất hiện bão rồn rập, dẫn đến mưa trồng mưa, lũ trồng lũ ở khu vực miền Trung nước ta. Không loại trừ khả năng tháng 1 năm 2025 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông. Miền Bắc nước ta vừa hứng chịu cơn bão mạnh nhất 30 năm qua đổ bộ. Đến sáng nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Jagy tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Sơn La, dự báo tan dần trong đêm nay. Dù bão tan nhưng mưa lớn còn kéo dài ở miền Bắc, nhất là các tỉnh Trung du, vùng núi phía Bắc, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Ngập úng sâu và kéo dài ở nơi trũng thấp. Thưa quý vị, các tác động của bão số 3 đã khiến 24 người chết và mất tích, hơn 200 người bị thương. Con số thiệt hại có thể tiếp tục còn tăng lên với diễn biến mưa lũ ở miền núi phía Bắc đang rất khốc liệt. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai vừa có báo cáo tổng hợp về cơn bão số 3 và công tác ứng phó khắc phục. Tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 9, bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Cụ thể đã có 24 người chết và mất tích, trong đó do bão gây ra là 9 người, do sạt lở đất lũ quét là 12 người và do lũ cuốn là 3 người. Tại Lào Cai có 6 người thiệt mạng, Quảng Ninh có 5 người, Hải Phòng 2 người, Hải Dương 1 người, Hà Nội 1 người, Hòa Bình 4 người, Yên Bái 1 người và Lạng Sơn 1 người. Bão cũng làm 3 người mất tích, gây ảnh hưởng làm 229 người bị thương, chủ yếu là ở Quảng Ninh với 157 người, Hải Phòng 40 người, còn lại ở các tỉnh thành khác. Về tàu thuyền, bão làm 25 tàu thuyền các loại bị chìm ở nơi neo đậu tại Quảng Ninh. 5 tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. 5 đoạn đường dây 500 kV, 31 đường dây 220 kV, 97 đường dây 110 kV bị sự cố và nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ về nhà cửa do thời gian bão dài và duy trì cường độ gió bão gió giật rất mạnh đã làm 8.017 ngôi nhà bị hư hỏng. Ngoài ra còn nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái hư hỏng, rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Về nông nghiệp, có hơn 109.000 ha lúa bị ngập úng thiệt hại, trong đó tập trung tại Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội, Hương Yên, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Bão cũng làm gần 18.000 ha hoa màu bị ngập úng và thiệt hại, gần 7.000 ha cây ăn quả bị hư hại tập trung tại Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hương Yên, Hải Dương. Trên 1.100 lồng bé nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi, chủ yếu tại Quảng Ninh. Thông tin về tình hình mưa lũ, miền Bắc mưa lớn dồn dập trên 400mm, cảnh báo lũ khẩn cấp. Trong khoảng 3 ngày tới, miền Bắc sẽ đón mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất rất cao tại các tỉnh miền núi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày qua khu vực bắc bộ và thanh hóa có mưa to đến rất to lượng mưa tính từ 19 giờ ngày mùng 7 tháng 9 đến 15 giờ ngày mùng 8 tháng 9 có nơi trên 300 mm như tại phìn hồ yên bái 403,4 mm tô múa sơn la 373,6 mm vạn mai hòa bình 339 mm nậm dây hai lào cai 320 mm xuân sơn phú thọ 301 mm Dự báo ngày hôm nay tây bắc bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm ngày 9 đến ngày 10 tháng 9, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ tối ngày 8 đến ngày 9 tháng 9, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 150 mm. Đồng Bằng và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm từ ngày mùng 9 đến ngày mùng 10 tháng 9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm. Từ đêm ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 9, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đối với các tỉnh: Lạng Sơn 11 huyện, Bắc Cạn 6 huyện, Thái Nguyên 9 huyện, Bắc Giang 8 huyện, Vĩnh Phúc 5 huyện, Hòa Bình 11 huyện, Phú Thọ 9 huyện, Tuyên Quang 6 huyện, Yên Bái 9 huyện, Sơn La 8 huyện, Lai Châu 3 huyện, Lào Cai 4 huyện. Cơ quan khí tượng cho biết thêm, hiện nay mừng nước sông Thao tại Yên Bái và sông Lục Nam Bắc Giang, sông Hoàng Long Ninh Bình, sông Bưởi, sông Mã Thanh Hóa đang lên. Trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao, sông Lục Nam và sông Hoàng Long, sông Bưởi, sông Mã tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Hoàng Long tại Bến Đế, trên báo động 3, sông Lục Nam tại Lục Nam đạt mức báo động 3. Từ nay cho đến ngày mùng 10 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, trên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã Thanh Hóa lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh, thủy điện Hòa Bình vận hành mở cửa xả đáy số 2, thủy điện Tuyên Quang mở cửa đáy số 1 nhưng vẫn ở dưới mức báo động 1 cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là ở cấp 2, cấp 3.